với nhau bằng nét thẳng ngang qua. Được chưa các bạn? Rồi tiếp tục, cô Nghi sẽ dùng nét thẳng ở nơi góc ở phần mái, cũng như vẽ nét thẳng hướng xuống cái phần phía dưới bên này, làm tương tự. Nhớ là để trang trí cái phần ở trong này, phần cửa chính này, cũng như vẽ những cái thép thẳng ngang qua để phân chia cho nó đẹp thôi các bạn. Các bạn làm đều tay cho cô ha, mỗi ô cửa sổ đều làm nha các bạn, toàn là nét thẳng thôi nên các bạn cố gắng làm chậm chậm để cho nó thẳng nét cho nó đẹp thôi các bạn. Tiếp tục cô Nghi vẽ những cái nét xiên song song ở trên phần cái ngói này các bạn, để làm phần mái ngói ha. Ở đây thì con Huy dùng những cái bông hoa được con Huy trang trí ha. Góc bên này nó còn trống rồi các bạn nè. Bạn nào muốn vẽ cái cột cờ thì các bạn vẽ với con Huy ha. Thì dưới này con Huy sẽ vẽ trước một cái hình chữ nhật đó các bạn, để làm cái phần cái đế ở phía dưới ha. Tiếp tục con Huy ở giữa này vẽ một nét thẳng hướng lên trên, nó cao nè. Tiếp tục con Huy vẽ nét thẳng ngang qua, làm lá cờ thì hình chữ nhật ha, thẳng hướng xuống, rất là dễ nha các bạn. Ở giữa thì vẽ cái gì? Ở giữa lá cờ thì vẽ ngôi sao đúng không? Cái bàn ngôi sao rồi cũng đã bay rồi ha, vẽ như chữ A nè, như chữ A với khoa, sau đó thì các bạn phải nối những cái điểm này lại với nhau bằng những nét xiên thôi, rất là dễ. Trên này nó còn trống thì các bạn có thể vẽ mây, vẽ đàn chim gì đó tùy các bạn ha, những nét cong để tạo thành những cái đám mây nha các bạn. Như vậy là cũng đã xong được cái bài, rất là đơn giản ha. Rồi sau khi vẽ xong thì chúng ta sẽ tiến hành tô màu, luôn luôn tô chi tiết nhỏ trước cho con Nghi nha các bạn. Ở đây con Nghi sẽ sử dụng màu cam để tô với phần mái trường với lại những cái phần dưới của cái cửa này các bạn nè. Màu sắc các bạn tự chọn, bạn nào chưa quen thì có thể làm theo mẫu của con Nghi, còn không thì các bạn sẽ tự chọn màu nha các bạn. Mấy trùng màu đỏ cũng được ha, tùy. Tiếp tục thì cô Nghi sẽ tô tiếp theo phần ô cửa kính ở phía trên và cái đồng hồ ở giữa này các bạn. Ở đây thì cô Nghi sẽ chọn màu xanh để tô ha. Rồi, ở đây ngôi trường thì cô Nghi sẽ sử dụng màu vàng và màu da ha. Thì các bạn thấy cái màu vàng cô Nghi sẽ tô ở phần chính giữa, còn màu da là cô Nghi tô cái nền trường ở đây, từng cái lớp học. Các bạn nhớ ghi màu ngang đều cho con Nghi, không chừa trắng nha các bạn nghe. Rồi tiếp tục sau khi tô xong thì con Nghi sẽ tiến hành con Nghi tô mặt trời nè, lá cờ, mặt trời màu đỏ nè, lá cờ và bông hoa, cỏ, thấy không các bạn, cỏ nè các bạn. Tô cho cô Nghi cho nó những cái chi tiết nhỏ trước. Rồi con đường đi vô thì cô Nghi sử dụng màu xám, hai bên này thì cô Nghi sử dụng màu nâu để làm nổi rõ cái viền của con đường lên được không các bạn. Tiếp theo thì cô Nghi sẽ cái tô cái nền ở phía dưới này thì sẽ là cô Nghi chọn màu xanh lợn. Các bạn để ý cho cô Nghi khi các bạn tô
Khi các bạn tô nền thì các bạn luôn luôn di ngang cho Ngân. Các bạn để ý nha, luôn luôn di ngang là các bạn nè, như ở trên cái bầu trời ở trên của người sẽ sử dụng màu xanh của người tô nè đó, các bạn luôn luôn di ngang như thế này, trái sang phải ha, đều tay và không có chữ trắng nha các bạn nghe. Sau khi tô xong thì của người được bức tranh hoàn thiện như thế này, ở đây đám mây của người chữ trắng không tô nha các bạn. Sau khi tô xong thì các bạn mới sử dụng màu đen để viền lại cho Nghi tất cả các chi tiết mà chúng ta đã vẽ bằng dây. Viền lại phần mái nhà, lá cờ, tất cả bông hoa rồi luôn. Thì để cho bức tranh của chúng ta nó sẽ nổi bật và nó đẹp hơn các bạn. Được chưa? Như vậy là chúng ta đã xong cái bài ngôi trường. Và cô Nghi nhắc lại là các bạn có thể thay đổi màu sắc ha, theo ý thích của các bạn. Màu nền chúng ta nên chọn những cái màu lợt thôi nha các bạn. Rồi, chúc các bạn làm bài vui nha và vẽ thiệt là đẹp. À, vẽ xong thì có thể gửi cho cô Nghi chấm bài được không? Cảm ơn các bạn rất là nhiều nha.